30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, Trung Quốc hiện đã có 3 tàu sân bay, mới nhất là tàu sân bay Phúc Kiến vừa hạ thủy vào tháng 6 vừa qua và hiện đang chuẩn bị đóng thêm tàu sân bay thứ tư. Và Việt Nam chúng ta cũng có tàu sân bay, một tàu sân bay không thể bị đánh chìm. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tàu sân bay này của Việt Nam. Thưa các bạn, Việt Nam đã kéo dài thêm phi đạo trên đảo Trường Sa lớn, xây dựng thêm 4 nhà chứa máy bay tại đây và biến nó trở thành tàu sân bay không thể bị đánh chìm trên Biển Đông. Những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đảo Trường Sa lớn đã được cơi nới mở rộng hơn và đặc biệt một đường băng có sẵn trên đảo này đã được kéo dài từ 750m lên khoảng 1.300m. Các máy bay vận tải nhỏ hoặc thủy phi cơ chỉ cần một đường băng ngắn là đã có thể lên xuống an toàn hơn khi thực hiện phi vụ tiếp liệu, vận chuyển người và cả nhu cầu trinh sát. Điều này đã thực sự làm cho dân mạng Trung Quốc dậy sóng. Các đảo của Việt Nam hiện đã có chức năng tương tự như các đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng của Việt Nam. Việc xây dựng một đường băng lớn trên đảo giúp cho việc cơ động các lực lượng chiến đấu giống như một tàu sân bay thực thụ. Nhưng Hà Nội vẫn chưa dừng ở đó. Hà Nội đã hoàn thành 2 tập hợp nhà chứa máy bay lớn ở hai phía đầu và cuối đường băng, mỗi tập hợp gồm 2 nhà chứa nhỏ. Như vậy, 4 nhà chứa máy bay có khả năng lớn sẽ sử dụng cho mục đích chứa máy bay giám sát hàng hải PZL, M28B và các máy bay vận tải CASA C295 của Việt Nam hoặc các phương tiện khác trong tương lai. Ở phía đông bắc của hòn đảo, Hà Nội đã xây dựng một cặp các cơ sở tình báo tín hiệu có cấu trúc dạng mái vòm hình cầu, một trong số đó có gắn vòm radar trên đỉnh vào năm 2018. Một cụm các tòa nhà được xây dựng trên một khu vực mới được lấp đất dọc theo các cảng nhân tạo của quần đảo. Nhiều trong số đó được phủ các tấm năng lượng mặt trời trên đỉnh và một sân thể thao mới đã được xây dựng cùng với các tòa nhà hành chính chủ chốt của đảo, nơi cũng đã nhận được các tấm pin năng lượng mặt trời mới. Để bảo vệ tất cả các vùng đất mới được hình thành khỏi nước dâng do bão lũ, Việt Nam đã đào một loạt các kênh thoát nước phức tạp dọc theo các cạnh của hòn đảo. Một đặc điểm có thể được nhìn thấy trên một số khu vực khác được mở rộng ở Trường Sa. Đảo Trường Sa lớn tên quốc tế là Isfali Dyson, thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa, nằm cách quân cảng Cam Ranh khoảng 254 hải lý, trên dưới 470 km và cách Vũng Tàu hơn 500 km đường biển. Đảo Trường Sa có dạng hình tam giác vuông với cạnh huyền nằm theo hướng Đông Bắc Tây Nam. Theo tài liệu của Việt Nam, bắt đầu từ khi chưa được mở rộng thì đảo này dài khoảng 630m, rộng khoảng 300m và có diện tích 0,15 km2, xếp thứ tư về diện tích trong nhóm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Theo những clip được công bố thì Việt Nam đã tiến hành bồi đắp, mở rộng đảo Trường Sa bằng việc chở các vật liệu xây dựng từ đất liền ra, xây dựng những cầu cảng, âu tàu, kéo dài sân bay, mở rộng diện tích nhằm phục vụ cho cuộc sống của người dân trên đảo và các ngư dân đánh bắt gần đó có thể neo đậu tàu thuyền và trú ẩn mỗi khi có bão lớn. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây nhất cho thấy, sau khi được cơi nới, diện tích của đảo Trường Sa lớn đã gần bằng đảo lớn nhất của quần đảo, tức là đảo Ba Bình, hiện đang do Đài Loan chiếm đóng. Dù vậy, so về diện tích và quy mô xây dựng thì không thể so sánh với các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở trong khu vực. Dường như bất chấp các yếu tố từ bên ngoài, từ các cuộc đàm phán tới khoảng thời gian tương đối êm đềm hay những thời điểm căng thẳng, sóng gió và đe dọa bạo lực từ phía Trung Quốc, Hà Nội vẫn quyết tâm mở rộng diện tích xung quanh quần đảo Trường Sa trong khả năng khiêm tốn của mình mà không vấp phải bất cứ phản ứng nào của Trung Quốc. Có thể nói Việt Nam đã quá khôn khéo để củng cố cho khả năng tấn công và phòng thủ của tàu sân bay không thể bị đánh chìm này. Hà Nội cũng đã tăng cường cho nó khả năng phòng thủ và tấn công bằng các hệ thống phi pháo và radar dẫn đường. Ngày 9 tháng 8 năm 2016, thông tấn quốc tế cho hay Việt Nam đã bí mật tăng cường phòng thủ các đảo tại quần đảo Trường Sa. Theo hãng thông tấn Reuters, Hà Nội đã chuyển một số giàn phóng hỏa tiễn cơ động từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa. Trong những tháng đó, các giàn pháo này là một phần của hệ thống pháo phản lực đối đất tối tân, có tên gọi là Extra mà Việt Nam đã mua từ Israel trong khoảng thời gian không xác định.
Các giàn phóng này rất nhỏ gọn và có thể được cất giữ trong các thùng container nên các máy bay trinh sát từ trên cao không thể quan sát và nhìn thấy chúng. Chúng có thể được trang bị những đầu đạn nổ cực mạnh và có khả năng sẵn sàng chiến đấu chỉ sau vài giờ triển khai. Astra được cho là có độ bắn chính xác trong phạm vi khoảng 150 km với các loại đầu đạn nặng khoảng 150 kg, có thể mang chất nổ hay bom chùm để tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, hoạt động cùng với thiết bị bay hoặc nhắm bắn. Hệ thống này có khả năng tấn công cả tàu chiến lẫn các mục tiêu trên bộ. Điều này có nghĩa là các đường băng khoảng 3.000 mét và các cơ sở của Trung Quốc trên các đá Subi, đá chữ thập, đá vành khăn mà Trung Quốc đang chiếm đóng đều nằm trong tầm ngắm tại 21 đảo và bãi đá ngầm mà Việt Nam đang kiểm soát, trong khi Việt Nam có tên lửa lớn hơn và tầm xa hơn của Nga để phòng vệ bờ biển. Thì hệ thống Astra được cho là dễ dàng di chuyển và các hiệu quả để chống lại những chiến dịch đổ bộ lớn. Nó sử dụng hệ thống radar nhỏ gọn, do đó không cần những hệ thống tiếp cận công gành và cũng phù hợp để triển khai trên các đảo và bãi đá ngầm. Giáo sư Carl Taylor, một chuyên gia về quân sự Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc đã nói rằng, việc Hà Nội triển khai các dòng phóng tên lửa cho thấy tính chất nghiêm trọng về mức độ quyết tâm của Việt Nam muốn răn đe quân sự với Trung Quốc ở mức nhiều nhất có thể. Đường băng và các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là một thách thức trực tiếp với Việt Nam, đặc biệt là các vùng biển và bầu trời ở phía nam của Hà Nội, và họ cho thấy họ đang chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa đó. Ông Taylor nói, Trung Quốc nhiều khả năng không xem đây là việc phòng thủ gì cả, mà động thái này có thể đánh dấu là một giai đoạn mà Hà Nội sẵn sàng đứng đầu quân sự với Trung Quốc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Vào năm 1988, lần đầu tiên sau trận chiến với Hải quân Trung Quốc, khi đó Việt Nam còn yếu. Sau cuộc tấn công này thì Việt Nam cho biết 64 binh sĩ được trang bị vũ khí sơ sài đã thiệt mạng khi họ cố gắng bảo vệ các cột mốc chủ quyền trên bãi đá Gạc Ma, theo cách gọi của Việt Nam. Đây là một biến cố mà Hà Nội được cho là có mất mát nhiều nhất. Như vậy, với những diễn biến mới nhất về việc kéo dài, mở rộng đường băng cho các chiến đấu cơ hạng nặng như Su-30 cùng các máy bay cứu hộ hạ cánh, Hà Nội đã xây dựng thêm các nhà chứa máy bay để có thể niêm cất và bảo quản chúng. Các đài radar ở hai phía đầu và cuối của đảo có khả năng bao trùm cả quần đảo Trường Sa, giúp cho Việt Nam quan sát được các động thái mới nhất của Trung Quốc. Hệ thống pháo phản lực Astra của Việt Nam cũng rất khó bị phát hiện, khiến cho việc cân nhắc tấn công Việt Nam của các lãnh đạo Trung Quốc trở nên khó khăn. Như vậy, có thể nói rằng Việt Nam đã sở hữu một tàu sân bay không thể bị đánh chìm. Quả là không sai một chút nào. Và Việt Nam tỏ ra mềm yếu trước hành động gây hấn, lấn lướt của Trung Quốc chỉ là cái vỏ bên ngoài, để tạo được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà thôi. Video của kênh xin được dừng lại ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn thấy yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.